Hello, chào mọi người. Hôm nay công ty bẻ cái vườn này là vườn dừa mà trước mình để giống nha bạn. Mày đi, chạy đi, chạy đi. Không vô hả? Lúc trước này vừa mới trồng. Lúc này vừa tơ không có để giống. Đây là vườn vườn dừa hồi khoảng chừng 2 năm trước hết ta. 2 năm trước thì mình có quay rồi, mình có quay cái clip rồi thu hoạch dừa giống các bạn, nếu em muốn coi thì xem lại. Đó là còn đang để giống, mình để giống suốt luôn. Cái này hổm mà 2 tháng trước thì mình mới ngưng ngưng hai ngưng giống hai lứa này, nay công ty đốn này. Trước này thấp không có để, khu này không có để giống, để khu sau hai bờ thôi. Có quay cái clip giới thiệu hồi lúc thu hoạch giống này, ngưng hai lứa thì tại mà giống để cũng hơi nhiều, mình không có giới thiệu nhiều nên bán lại rai. Hôm nay người ta cũng mua không có nhiều nên tạm ngưng, mình để giống 3 vườn nha bạn. Thì vườn này với vườn hôm trước mình có quay cái vườn dưới trồng sen bưởi á, vườn mà các bạn coi có trồng sen bưởi thì cái vườn đó cũng để giống một số. Này thì do để giống thì nó chưa có phục hồi nên trái nó không có sai lắm đâu, còn chưa phục hồi đủ sức nữa. Đây, các bạn. Cái bìa này cũng khá sai nè, trái bự không ha. Tại vì có nhiều bạn thường đi tới mua dừa, hỏi dừa thì thường là yêu cầu mình dắt đi ra vườn giống để xem cây bố mẹ. Thì sẵn hôm nay công ty bẻ dừa quay luôn cho các bạn coi cái vườn mà mình để giống lúc trước. Hiện tại bây giờ các bạn tới ngay chỗ nhà mình thì vườn này đem về ương để giống rồi các bạn. Đó. Mình chỉ để giống ở hai bờ này thôi, của ông anh. Mình em về ngay nhà mình á. Quay cho các bạn coi luôn, khỏi ai mà không có điều kiện đi tới tận nơi để xem vườn giống thì quay cho bạn coi luôn. Thời điểm này là dừa trên cây là toàn là dừa nạo hết các bạn. Nay thì công ty đốn vườn dừa này. Cây bên đó là bị lai các bạn. Lai ra đít bầu à. Đó. À, cái đó bị lai không có để giống, đít bầu á. Nhiều người không quen trồng, không có lần đầu mới trồng dừa thì nhìn không cũng biết lai đâu, chỉ có người trồng dừa lâu năm thì mới biết thôi. Đây, vườn giống này mới ngưng 2 đợt thôi các bạn, giờ đang bán dừa nạo á. Trước đó còn để giống nên nó chưa có phục hồi lắm, đó, trái vậy ha. Giống này nó đủ sức thì trái nó sẽ bự hơn nữa các bạn. Này nó chưa có đủ sức lắm, giờ mới vừa để giống xong. Không sai, trái chưa bự hẳn nhưng mà này cũng vô loại 1 là vô chủ yếu hết rồi đó. Đây các bạn. Đó. Mới hôm qua thì cũng có người tới lấy dừa thì mình cũng có dẫn đi xem vườn này. Tại vì cái anh đó cũng hai anh ở gần nhau đó, cũng mua dừa rồi trồng ra hết 50% dừa lai này, họ không dám đi mua và tầm bậy nữa, tới tận vườn mình không muốn xem cây giống rồi không phải mua. Hôm qua cũng có dẫn người đi xem đó. Đây các bạn, trái thì nếu mà đúng giống thì nó phải ra được bự tròn như vậy, chứ còn có những cái loại mà mình trồng không đúng giống thì nó trồng hết sức luôn, phân bón cỡ nào thì nó cũng ra trái chút chút, hoặc là một chùm một cuốn 2-3 trái là thứ đó không có xài được. Vừa đúng giống vừa sim đỏ thì một cuốn nó chỉ một trái thôi, không có nhiều trái được, vậy thì trái nó mới bự được. Hồi mình lúc mình quay giống cái vườn này thì nó sai hơn, nhưng mà nay thì không bằng, là do mất sức rồi. Đây còn 2 trái khô nè, ngoài này đợt giống còn sót lại nè, chưa có ấy hết nữa mà, chưa có giật hết nè, còn sót một vài khô nè.
Nhiều bạn đi tới tận nơi xem thì mới an tâm chứ. Bây giờ mà các bạn mua dừa trôi nổi thì trồng 3 năm sau rồi lại phải đốn trồng lại thì nó rất là tốn công, tốn tiền bạc của mình, tốn thời gian. Cái này bị lai cơ mà. Nó lai trồng nhiều người trồng mà nó ra dày hoặc là ra tới nhỏ xíu. Khu này hai bờ này thì chắc khoảng chừng 2 công thôi các bạn. 2.000 mét vuông á. Trước một đợt giống thu hoạch hơn 1.500 đến 2.000. Trái giống một đợt vậy đó. Phải giống thì mình không phải thu hoạch hai mấy ngày một đợt đâu, mà phải tháng mấy mà nó nhiều hơn. Dừa nạo thì cắt tháng nắng là mười mấy ngày, mưa là hai mấy ngày một đợt. Mà dừa mình để giống là thường để gom lại giật là khoảng chừng tháng rưỡi một đợt. Nhưng mà xiên thì 30 ngày giật một lần, nhưng mà không xiên thì bỏ 40 ngày thu hoạch được giống một lần, nên thu hoạch giống nó sẽ nhiều hơn dừa nạo một đợt, nhưng mà cái đợt thu hoạch nó thưa ra. Tới đây hết rồi, ngay bờ thôi. Đầu dưới này có mấy cây lai à. Vườn này thì lúc trước còn để giống, mình cũng dẫn nhiều bạn đến tham quan. Cái vườn này mình để giống nhiều nhất, tháng tới khoảng chừng 2.000 trái rồi. Cây này là dừa xiêm xanh các bạn, mấy cây kia là lai, trồng sen dưới chân rồi. Nó đó có trái trồng sen dưới chân, nó có trái bự, mình không phải dừa lai đâu mà. Nó bự vậy là do nó ít trái thôi, dừa tơ mới có trái lần đầu. Trồng sen kế con cây dừa nè, dừa lai nè, trái bự hơn 2 kg, nó vừa gặt đó, nên tại vì nó mới có trái, trái ít quá nên nó bự chảng vậy. Cây đây xiêm xanh. Cây này nó khít quá, nó nằm ở dưới cái tà, cây dừa lai này, nên thành ra nó đứng bẹ, rồi nó không có nằm trên bẹ được, nó nằm xuống luôn. Có mấy cây này, trồng sen ở dưới cũng có trái nè. Các bạn nhìn cây dừa xiêm đỏ mà mình trồng sen chật chội nó cũng ra trái, nhưng mà chứ không phải như dừa xiêm xanh đâu. Dừa xiêm xanh với dừa lai là nó chật chội là nó không ra trái đâu. Cây đặt lên luôn nè, bưởi nè. Cam là trồng khít kịch luôn, khoảng chưa được một thước một cây luôn. Nằm trống mà có trái bình thường ha. Dừa nó xen ở trong cam đặc luôn. Cam này là thu hoạch hết đợt rồi, chuẩn bị tới đợt mới. Xen ở trong có trái bình thường. Nó không có được sai thôi. Mình đi dạo một vòng rồi cho các bạn xem ha. Các bạn an tâm. Nhiều người giờ họ trồng ra dừa tầm bậy nhiều quá, sợ không dám mua dừa trôi nổi nữa. Chỉ nhiều người cũng không dám ở đây, cũng không dám ra trại giống mua nữa. Người không biết lần đầu trồng dừa thì bình thường là phải ra trại giống mua. Hàng nó chăm sóc kỹ các bạn. Người điện tới hỏi mình sao mà ở tận ở chỗ họ mà miền ngoài bán dừa, người ta bán có 35.000, 30.000 cây mà sao mình bán 45.000. Thì mình cũng không biết họ bán gì đâu, các bạn giống gì thì phải trồng 3 năm mới biết được đó, hên xui thôi. Giá ở đây các loại giống đây theo mình biết thì họ cũng bán 50.000 cây à. Họ ra đốn ở mấy cái cây to đằng trước, mình quay ra đằng trước mình. Đấy. Mới phục hồi do để giống mà trái nó vẫn bự lại các bạn. Bên kia người ta cũng có mấy cọng dừa được khoảng được 2 mét rồi kìa. Mấy cây này nè, nó tới mấy tháng sau này nó vẫn vô loại 1, nhưng mà dừa này mình đã còn không làm giống không gì đó kìa. Tháng này thì nó nhỏ. Mấy cái này tháng khoảng 2-3 tháng nữa nó bự á. Cây đó được á.
cái này là đúng giống nè. Mà tại vì cái hoài nhỏ đó là lúc nó suy làm sao, chứ này cây này bự nè. Nó buồn buồn non tên bự chà bá đó. Trồng trái trồng quay á, cái lúc mà cái buồn khô dưới là nó đang suy á. Nó đến bự nè. Tự nhiên chuyển vườn cái tối đen luôn, quay không thấy gì tên. Cái khúc này lúc trước không có để giống. Để giống hai bờ sao á. Hai bờ sao thấy chuẩn đã không? Vừa giống mà nó thấy lựa từng cây là để giống chứ đâu có để tầm bậy tầm bạ được. Được mà cái khúc này chỉ để mấy cây vòng vòng đây thôi, mấy cây hấp hấp này với hai bờ sao, còn mấy cây lão kia thua. Cây nào không hai bờ sao á, mấy cây này có nè. Hoài cỡ vậy được rồi, nó dài quá là nó đổ buồn. Mà trái nhỏ xíu. Thường nếu mà cuốn dài á là trái sai xong rồi bắt đầu nó sẽ bị treo trái. Vừa bên đó cũng đúng giống á mà sao đít nó dọn nhiều quá thôi. Phải vừa tơ hả? Bên đây cũng đúng giống nè. Mấy công? Mấy công? Nó vừa bên đó cũng được á. Vừa thấy cây như vậy cũng ngon nè. Cây này cũng có để giống. Trời đất ơi, lựa từng cây luôn mà còn để giống, sợ 3 năm sau người ta chửi mình á. Đâu dám để tầm bậy. Không bán tiếp cũng sợ người ta chửi nữa. Uy tín chứ bán bậy người ta chửi chết. Mình đâu phải vài bữa mình trốn mình cúp điện thoại đâu. Số điện thoại xài mấy chục năm rồi không lẽ bỏ được, trốn à. Cái tùy theo dụng đất nữa chứ không phải mà... Đúng rồi, dụng đất chăm sóc quan trọng, đầu tiên phải giống đúng rồi đó. Ông trồng hai cái này nó cũng đâu có xa lắm đâu mà sao nó không có giao bẹ ta, không giao láng ta. Cây này tái xây ghê ha. Ui. Mới phục hồi lại á, ngưng giống nó phục hồi lại. Trước để tới treo cây luôn. Chuẩn được rồi, không cần sai lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mấy anh đây thấy được 12 trái. Chắc cỡ 15 trái.
bên trại giống thấy nó tập huấn gì mà đông. Được không? Được cho dưới này lên nè. Thôi à, hai người à. Hai người khác lên nè. Người kéo dây với người leo là ăn lương như nhau hả? Nguyên hoài này, vô lộ nhất hết rồi. Vừa tới cũng không cây nào có tới bành bành gì trời. Ghê không? Tới này hoành cầu 55 mà. Quá tài bự. Chà, bá luôn. Trời ơi. Sao bự dữ vậy trời? Dướng dây. Kia bẻ vừa tơ hết rồi, vô coi bẻ coi. Quay kỹ thuật leo dừa. Đó. Vua khỉ bánh tè. Đây là sim xanh. Dây ngắn vậy. Nói hết dây rồi mà. Rồi. Nhỏ la không nghe. Ngắn dữ vậy. Đen luôn. Trời, tối đen. Đây bên đây là một công, công là ra thành công dừa, công cam, công mít nè. Công thành ba công. Còn bên đây là công dừa, công bưởi. Những mưa tối đen. Ngàn mét vuông là tổng được ba công á. Cam mà tầm 8 tấc một cây. Dừa mít nữa. Trồng ghê không? Thu bẻ rồi. Thì bệnh là do bị nấm. Vườn này là mới ngưng để giống hai lứa thôi đó. Nó còn được vậy đó. Trước xài lắm. Mới phục hồi. Cái nào nguyên hoài loại một hết rồi. Hai bờ này mà lúc trước là để giống một đợt là 1,5 tiên á. À, tháng rưỡi mới đốn lần nha.
ăn bần không ha. Cái này ký 8. Đồng kia đang đốn ngược lại rồi. Quá đẹp. Vừa đẹp quá. Đứt đâu phải đứt bầu gì ta, đứt chu nó cũng cả bầu nữa không? Phải trồng sao thôi. À, đứt nè, đó, dòm rồi. Do là hên xui tùy hoài thôi à. Chăm sóc chứ không phải là đít bầu thì nó ra mới đít bầu. Còn đít chu thì tốt nếu như bầu. Đít nhọn là không được nha. Chu chứ không có nhọn. Nhọn là đem dục à. Cái đít nhọn nó khác nữa. Nhiều người lộn đít nhọn với đít chu à. Chuột phát à. Hai tái luôn. Người lớn tới rồi mấy trái vậy? Trước cái đợt khôi phục còn sót của đợt giống á. Mình kia đang đốn tới rồi kìa. Để coi đằng đây đốn sướng hơn. Mưa tới nha. Tối đen rồi đó. Đốn chậm là mơi đốn đó. Đốn chậm là mà mơi đốn tiếp đó. Mưa tới rồi kìa. Quay vừa quá đã luôn ha. Này nhiêu? 16 tái không? Quá tờ bự luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khoảng 15 tái giờ đó. Mình đếm thử đây. 10 tái. Vừa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 16 cái luôn á. Đúng 16 cái. Đẹp rồi, cỡ đó là đẹp rồi. Không cần nhiều. 20 tái là mai mốt nó sẽ bỏ cổ. 20 tái là mốt cái mấy đợt sau có 7, 8 tái. Tái là được, 15 đến 16 tái là ngon nhất. Đều chăm sóc tốt rồi tái suốt. Trời mưa mà leo. Trời ơi. Xuống đi. Xuống leo nguy hiểm lắm. Rồi bị vừa mưa cũng bẻ luôn mọi người. Ghê không? Đúng không? Để quay phim ướt điện thoại luôn nè. Ướt điện thoại cũng chơi luôn. Lọt mương luôn nè. Được. Ê, mưa ào ào luôn, mưa quay phim luôn. Chơi tới bến luôn. Ừ. Đó. Ướt hết rồi. Ào ào. Chạy. Xe đang gom. Khúc này là khúc dừa tơ. Cùng sen với bưởi. Cam hôm trước là sen bích chụp luôn, cam này đốn bớt, cam còn hết dòm trên, không thấy dừa, thấy cam mít bưởi không, dừa cái đọt có tớp sen quá. Đây đó, tôi lấy xe gùa luôn cho khỏe không?
trồng sen ở vườn bùn lấy tán. Có bùn sai một ít. Đây có một chỗ trồng ba cây dừa nè mọi người. Biết sao mà trồng ba cây dừa nữa. Cũng anh trồng. Đây. Con cây có trái rồi. Cây đây sắp lưỡi mèo. Còn cây cao nè. Lúc rảnh nè, trái rảnh. Sầu riêng khoảng chừng 2-3 năm nữa là người ta đốn bỏ đi. Thiếu gì. Trồng quá trời trồng. Hả? Trồng dừa thôi, khỏe. Sắp tới để xuất khẩu nữa phải không? Thấy công ty mới gửi video nói Trung Quốc là chuẩn bị nhập khẩu chính ngạch phải không? Ừ. Không có gửi cho coi à. Trung Quốc cái gì cục quản lý xuất nhập khẩu nó tháng tầm tháng 8 này nó qua Việt Nam nó khảo sát nè. Bà không biết gì bà nói bậy. Sao không giải thích cho bà biết? Nói bà là tại vì trái bự quá không bẻ. Bữa nào anh lên anh đốn mà người ta đó. Hả? Đó không? Bà không có cho đốn. Người ta đốn mà anh lên anh kêu lính lên giúp đại, đâu biết đâu. Ở đâu không biết. Lên cứ tè một mảnh đất hết trơn. Chửi không anh ta? Bà chửi bỏ nhà đi luôn. Kêu bà mười bắt con chó bằng thịt mẹ luôn đi. Dễ gì bằng mấy đứa nó đâu có cho mà. Cho Yên Thịnh nó nuôi nữa đâu cho bà bán đâu. Ăn chay mà thịt gà á. Thì gà không mời. Nhưng mà ăn mướn mời. Ăn mình nhất. Ừ. Thì bà nó giống theo lời Phật nói là gì đó không không nghe, xanh. Không thấy với không gì đó. Không suối là thịt đó là ăn được. Là thịt đó ăn được. Bắt mướn, cái đó là phạm vào điều thứ ba rồi. Con còn phải không mướn luôn mà tự nhiên ta mừng sẵn ăn được. Hoặc là con vật nó chết đi thì tự chết á. Nhưng mà đói quá thì cũng phải giết luôn thôi. Hoặc nói vậy là trường hợp là chưa có đói. Mà đói thì giết luôn cũng được. Đói quá thì thôi bằng thịt nó ăn. Ở bệnh ở nhà không? Đi cũng được mà phải làm biến đi. Vừa tới nào đến ấy đã không? Chào bá không? Bà đi ngang có hỏi thăm bả được không? Vừa mà mới ngưng để giống thôi mà trái dày thấy đã không? Mới ngưng hai lứa. Mới ngưng giống mà trái bành bành không. Phần là do ổng chăm sóc chứ gặp mình chăm sóc chắc không được vậy. Ở đó gãy phân á, thường gãy mỗi lứa luôn á, giỡn. Con gì?
mà khổ gãi. Mới mốt là xuất khẩu đi Mỹ là nó cấm gãi phân đó. Hoài nào hoài nấy tới bành bành không đã ha. Vừa về để giống rồi thôi chứ đòi. Hả? Sống gì vậy? Vừa tôi mà chăm sóc thì vừa này sọc bằng. Tôi bỏ thôi. Vừa này cuốn ngắn chứ đâu có dài bằng vừa tôi đâu. Cuốn ngắn cũng à. Vừa tôi cuốn dài mà tới bự. Tại không chăm sóc. Cuốn dài cái của tôi nó thất bại cái là khích quá cái nó gãy cổ. Trồng khích đó phải đốn bữa mới được. Còn cái có nửa năm mà. Còn sót. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.